Chào mọi người, rất là vui vì được gặp lại quý vị. Hôm nay thì Ngọc sẽ điểm sơ về tiến độ thi công khu đô thị Phúc An City thuộc Trần Anh Group. Và nếu như anh chị nào mà có quan tâm về bất động sản tại Hóc Môn hay là Long An thì chắc chắn không ai không biết tới khu đô thị Phúc An City này. Vì đây là một dự án khá là nổi bật và khá là lớn. Với quy mô là 99,5 hecta thì đây hứa hiện sẽ là một thành phố thu nhỏ và rất là tuyệt đẹp khi mà hình thành. Ở dự án Phúc ICT này thì sẽ bao gồm nhà phố, biệt thự và chung cư mini và một ít đất nền. Hiện tại thì khu mà chung cư mini á, thì đã bán hết sạch rồi. Và hồi đó bán thì giá chỉ là 198 triệu một căn thôi. Và bây giờ thì còn nhà phố và đất nền và sắp tới thì sẽ là bung ra thêm biệt thự. Nhà phố thì là một trệt 2 lầu 5x15 hoặc là 5x20. Và giá bây giờ thì chỉ khoảng là 1 tỷ 7 một căn thôi ạ. Và nếu như mà anh chị mà thích đất nền đó, thì Ngọc vẫn còn 3 nền đất, 3 cái lô góc rất là lớn, diện tích là từ 134 đến 142 mét vuông. Và đây cũng là 3 lô cuối cùng của dự án về đất nền nha. Và nếu như anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ Ngọc. Theo cái thông tin sắp tới thì mình sẽ mở bán thêm khu biệt thự ở khu Kim An. Thì về thông tin chính thức có thì Ngọc vẫn chưa có thông tin, cho nên là Ngọc không có dám nói liều. Và nếu như mà anh chị để ý thì hôm nay Ngọc chỉ có quay về phần, đây là livecam về khu Hòa An, đó là những cái nơi mà anh chị trước đã mua để sinh sống hay là đầu tư, có thể có cái nhìn về tiến độ dự án của Phúc ICT. Và nếu như anh chị quan tâm về khu đất nền, khu nhà phố hoặc là biệt thự sắp mở thì cứ liên hệ Ngọc, thì Ngọc sẽ cung cấp những cái thông tin chính xác nhất và nhanh nhất cho quý vị. Một lần nữa Ngọc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Mít Ngọc Linh trong thời gian qua nhé.